Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 13 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua mưa rào và dông đã xảy ra nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ. Lần này lượng mưa dông khá lại tập trung tại phía Nam các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, khu vực trung tâm của Hà Nội đã có lượng mưa từ 94 đến 109 mm. Cơn mưa tầm tã kéo dài hàng tiếng tối 12 tháng 5 ở nhiều quận nội thành Hà Nội như là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa đã khiến một loạt tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Trên nhiều tuyến đường các phương tiện không thể di chuyển, lực lượng chức năng phải cắm biển cấm. Nhiều nơi nước tràn cả vào nhà dân. Đây là trận mưa lớn nhất tại Hà Nội kể từ đầu năm. Và theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong sáng cho đến trưa nay, Bắc Bộ thời tiết khô ráo, có nắng và nhiệt độ trưa chiều tăng lên, dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Dự báo đợt mưa lần này sẽ có xu hướng giảm dần, nếu có cũng chỉ là mưa rải rác trong khoảng chiều tối và đêm nay, nhưng cường độ giảm hơn hẳn ngày hôm qua. Từ ngày mai, mưa giảm nhanh. Nền nhiệt trưa chiều tại Bắc Bộ tăng trở lại lên khoảng từ 31 cho đến là 34 độ. Sau đó sang đến ngày 15 và ngày 16, vùng áp thấp nóng mở rộng hơn, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xu hướng tăng nhiệt. Nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn với ngưỡng nhiệt độ trong ngày có thể lên mức 36-37 độ. Và tại thủ đô Hà Nội, ngưỡng nhiệt độ trong những ngày giữa tuần sau cũng đạt mức cao trên ngưỡng là 36 độ, ngưỡng của nắng nóng. Xuống đến miền Trung, dự báo trong 3 ngày tới, sự mở rộng của vùng thấp nóng cũng khiến nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Trung tăng nhanh, số giờ nắng trong ngày cao, nắng nóng lan rộng trên khu vực, đặc biệt trong ngày 15, ngày 16 với nhiệt độ lên cao từ 34 cho đến 37 độ, một vài nơi thuộc vùng núi, thuộc Bắc và Trung Trung Bộ xấp xỉ ngưỡng là 38 độ. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng cũng được xếp vào một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm do mức độ ảnh hưởng của nó đối với đời sống dân sinh. Do vậy, bà con miền Trung cũng nên lưu ý với đợt nắng nóng trong những ngày sắp tới, có các biện pháp chống nóng cũng như bảo vệ sức khỏe, hạn chế ảnh hưởng xấu từ thời tiết. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, gió Tây Nam vẫn chưa có điều kiện phát triển trở lại. Do vậy, tại vùng cao nguyên phổ biến ít mưa, có chăng là mưa dông cục bộ tại các tỉnh phía Nam như là Đắk Nông và Lâm Đồng vào khoảng thời gian chiều tối cho đến đêm. Còn tại Nam Bộ, mưa rải rác xuất hiện vào chiều tối. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 đến 34 độ ở vùng cao nguyên và từ 32 cho đến 35 độ là mức nhiệt tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày 14, đêm nhiều mây, có mưa rải rác, ngày giảm mưa, có nắng. Hai ngày tiếp theo mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 3 ngày tới lần lượt là 31 đến 34 độ, 33 đến 36 độ và 33 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 14 đêm nhiều mây, có mưa rải rác, ngày giảm mưa có nắng. Ngày 15, ngày 16 mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng dần từng ngày. Hai ngày tiếp theo tăng lên mức là 33 cho đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế từ ngày 14 đến ngày 16 mây thay đổi, ngày nắng. Ngày 15, ngày 16 có nắng nóng diện rộng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 32 cho đến 35 độ, đến ngày 16 đạt mức 34 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 14 đến ngày 16 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ tăng dần từng ngày, cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ trong ngày mai, sau đó mỗi ngày tăng thêm khoảng 1 độ. Trở vào Tây Nguyên, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 31 cho đến là 34 độ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 14 đến ngày 16 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ ở mức từ 32 cho đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội ngày 14 đêm nhiều mây, có mưa rải rác, ngày giảm mưa có nắng, ngày 15 và ngày 16 mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng dần từng ngày, đến ngày 15-16 tăng lên mức 33 đến 37 độ. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa gió hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, phổ biến không mưa, ngày nắng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa mưa dông xuất hiện vào chiều tối, ban ngày trời nắng, gió hoạt động yếu, không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hàng hải.
Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.